Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1008-1009 Tần Trần cứ như vậy đứng ngạo nghễ trong hư không, trái phải mỗi tay cầm một thanh bảo kiếm, lại, quanh người hắn có lôi điện quanh quẩn, đó là hắn lôi đình huyết mạch, cuối cùng chặn lại cái kia 108 lôi long tập kích, bây giờ, hắn toàn thân tiên huyết, tinh khí thần lại phá lệ nồng đậm, xông thẳng lên trời, giống như một cái khai sơn cự nhân, không sợ gian khổ. Đứng ngạo nghễ thiên địa, chặn. Cừu gia còn sống đám người hít một hơi lãnh khí, mà có người nhìn thấy tầng trần trong tay Thiên Lôi kiếm phía sau, càng là chấn kinh, Thất Thanh nói: "Thượng cổ Thiên Lôi kiếm, đây không phải hiên viên đế quốc trọng bảo sao?" Như thế nào ở nơi này tiểu tử trong tay? Mà ở đám người mở miệng thời điểm, ông, cái kia lôi điện cự nhân dưới chân cực lớn lôi long thức tỉnh. Đầu rồng vừa nhất, khẽ nhếch miệng, một đạo thật lớn lôi quang xung kích tại tầng trần hộ thể chân nguyên bên trên. Đem hắn bắn ra ngoài, làn da cháy đen, trên thân bốc khói, tầng trần bị đánh tiếng vào lòng đất, tầng cơ như trăng thất thanh, khẩn trương nhìn về phía phía dưới, nàng thân hình thoát một cái, liền muốn lao xuống, nhưng đây là, phốc, một đạo hủy diệt lôi quang rơi xuống. Trực tiếp bổ vào trên người nàng, đem nàng cũng đánh bay ra ngoài, thời khắc mấu chốt, cơ như trăng chỗ mi tâm màu tím tinh thạch phát sáng, thay nàng đỡ được một kích này, bằng không, nàng tất nhiên muốn trọng thương không được qua đây. Lòng đất nổ tung, tầng trần vọt ra, toàn thân tiên huyết, nhưng sắc mặt kiên quyết, hướng về phía cơ như trăng quát lên, sau đó, hắn ngẩng đầu. Con ngươi co rụt lại, trên đỉnh đầu, một đầu to lớn lôi long, du tẩu không chắc, cuồng bạo lôi đình, vây quanh nó xoay tròn, đầu bên trên hai cây sừng nhọn, có sấm sét màu đen đang ngưng tụ, cuối cùng thế lôi long, điên rồi, điên thật rồi, dạng này lôi kiếp, ai có thể vượt qua cái này thật chỉ là một cái lôi kiếp. Cơ không cách nào há to mồm tị, đã mất đi gầm thét khí lực. Trống. Cuối cùng thế lôi long chừng hơn trăm lý trưởng, một cái lớn như núi cao long trảo dò xét xuống, xé rách không gian, chụp vào tầng trần, đầu ngón tay, lôi quang lấp lóe, hàm ẩn lôi điện lực trường, xì 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 xì, tầng trần có thể cảm thấy, lượng nước trong người đang tải bốc hơi, làn da cũng biến thành buồn tẻ đứng lên. Mảnh liệt bị điện giật nhường tay hắn mềm chân nhũng ra. Khí lực dần dần tan biến, phiên thiên ấn. Trấn ma đỉnh. Linh hồn lực khẽ động, phiên thiên ấn cùng trấn ma đỉnh đồng thời phóng lên trời, song kiếm thuật. Đồng thời, tần trần hai tay vũ động hai thanh bảo kiếm, hóa thành 49 đầu kiếm ảnh, tạo thành một đầu kiếm khí vô hình long ảnh, nên đón tiếp lấy, bịch, lôi điện long trảo uy lực quá lớn, Phiên thiên ấn cùng trấn ma đỉnh tuần tự bị oanh bay ra ngoài, oanh, nhập vào phía dưới cổ thành, lập tức, trải qua vạn năm không hủy cổ thành bị oanh nứt ra, đá vụn bắn tung tóe, long trảo lại lần nữa rơi xuống, vô số kiếm ảnh hóa thành kiếm long hư ảnh, dễ dàng sụp đổ, hóa thành vô số bể tan thành kiếm quan nát bấy, bất quá một chiêu này, cũng làm cho long trảo phía dưới dò xét chi thế có chút dừng lại. Lôi điện lực trường có sơ hở, đánh gãy. Thần bí kiếm trĩ dương lên, kiếm khí màu đen trùng thiên, cuối cùng cùng long trảo ngăn cản lại với nhau, phốc, long trảo cuối cùng xuất hiện vết thương, bị xé nứt ra, nhưng mà long trảo sức mạnh kinh khủng kia vẫn như cũ đụng vào tầng trần trên thân, bởi vì long trảo thực sự quá lớn, tựa như sơn nhạt, tầng trần lại một lần nữa bị oanh xuống lòng đất. Oanh! Cái kia long trảo tiếp tục mò xuống, trực tiếp tới gần tầng trần, biên cuồng che đậy xuống, thăm dò vào trong lòng đất, đây cũng không phải là lôi điện, mà là biến thành thực chất lôi điện cự long, lôi điện lực lượng ngưng kết thành thực chất, cường hãn không thể tưởng tượng nổi, không được, phá cho ta. Tần trần gầm thét, ông, thần bí kiếm rỉ phía trên. Bột phát ra chói mắt hào quang, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, hơn nữa, xanh thẳm lôi quang phun trào, là lôi đình huyết mạch, trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn, đồng thời, tần trần đem một tia tinh thần lực thẩm thấu đến thần bí kiếm rỉ bên trong, ông, lôi điện oanh minh thần bí kiếm rỉ bên trên loan lỗ vết rỉ lại lần nữa vỡ ra rất nhiều, đồng thời. Một cổ kinh người khí tức âm lãnh từ thần bí kiếm rỉ bên trong tràn ngập ra, xoẹt xẹt, thần bí kiếm rỉ bên trên, kiếm khí màu đen tăng vọt, hóa thành một chuôi dài 10 mét hắc sắc cự kiếm, tay cầm hắc sắc cự kiếm, tầng trần từ dưới lên trên, theo long trảo lòng bàn tay, thẳng cắt đi lên, hết thảy hai nửa, quanh, gãy lì long trảo nổ tung, vô tận sức mạnh hủy diệt bao phủ. Cơ thể phá vỡ mặt đất, Tần Trần chủ động thẳng hướng cuối cùng thế lôi long, cuối cùng thế lôi long phản ứng không ngừng rất nhanh, bị Tần Trần một kiếm xuyên thủng cơ thể. Bất quá đối với nó khổng lồ kia thân thể, một kiếm này mang tới lực sát thương, không tính là gì, có thế vẽ này từ trong vết thương phát tiết đi ra ngoài lực lượng hủy diệt, lại làm cho Tần Trần giống như một chiếc thuyền con. Tại kịch liệt lưu động, cái đuôi thật dài đảo qua, Tần Trần căn bản tránh cũng không thể tránh bị quất bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, trong miệng há miệng phun ra miệng to tiên huyết, cánh tay phải cũng trực tiếp đứt đoạn, quá mạnh mẽ, cái này cuối cùng thế lôi long, so với bình thường hậu kỳ võ đế đều mạnh hơn, mà ta mặc dù tu vi tiếp cận cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng không có đi qua lôi kiếp sau tẩy lễ. Muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ có dựa vào không gian thánh thể ngạnh kháng, đầu này lôi long tuy mạnh, nhưng chỉ cần không ngừng tiêu hao từ từ, luôn có hỏng mất một ngày mà ta, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng là được. Tần trần cắn răng, khóe miệng không ngừng có tiên huyết tràn phía dưới, dết. Kiếm khí ngang dọc, lôi điện tàn phá bừa bãi, tần trần cùng hơn trăm trượng dài cuối cùng thế lôi long. Kéo dài đại chiến, cả tòa cổ thành, cũng là hai người chiến trường, từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc, lần này, nhưng là khổ cổ thành này bên trong cừu gia cường giả, a. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngừng có người vẫn lạc, bạo vì sương máu, tại dạng này lực lượng hủy diệt phía dưới căn bản là không có cách tiếp nhận, tại chỗ tan rã, đừng nói bọn họ. Liền xem như cơ không cách nào cũng kinh hãi, liên tục tránh né, cái này cũng dẫn đến có không ít người, bị huyết hải không cách nào bao trùm đến, trong nháy mắt liền kêu thảm hóa thành bụi phấn, tan thành mây khói, thậm chí đại trưởng lão không cẩn thận bị lôi long cái đuôi nhất lên lôi quan quét đến, tại chỗ thổ huyết, cơ thể cơ hồ nổ lên, vội vàng thân hình vừa đứng vững. Khí tức suy yếu, cái này khiến đại trưởng lão cùng hữu dị ma quân bọn người hải nhiên, ánh mắt cũng càng là âm lạnh, kẻ này, tất sát. Đám người trong ánh mắt hàng quan lấp lóe, lạnh lùng nói, nhất thiết phải diệt trừ. Cơ không cách nào cũng lạnh lùng nói, chờ hắn vượt qua cái này lôi kiếp, lôi kiếp kết thúc, cơ thể suy yếu nhất một khắc này, chúng ta cùng nhau động thủ. Không cho hắn bất luận cái gì dãy dụ cơ hội. Hủ dị ma quân trắng răng cắt lần cổ thành bên ngoài ma tạp lạp ba người chỗ nhưng là mặt khác một bức tràng cảnh nhiều như vậy võ đế cường giả chủ nhân cẩn thận một chút a à, nếu là chết sạch thật lãng phí a à, ma tạp lạp hai mắt xanh biếc nhìn xem những cái kia bị lôi kiếp đánh chết cừu da võ đế một mặt lo lắng những thứ này đều là mỹ vị sao có thể bộ dạng này vẫn lạc đâu nó hận không thể vọt vào ăn như gió cuốn lão ma con mẹ nó ngươi lúc này còn suy nghĩ ăn đâu, chủ nhân đều bộ dạng như vậy, có đầu óc hay không? Khô lâu đà chủ tức giận, vì tần trần thẩn trương, nhìn thấy ma tạp lạp còn tại lo lắng cừu gia những cái kia vỏ đế chết sạch không có ăn, tức giận đến hận không thể cho nó một cái tác. Rầm rầm rầm, thời gian dài đại chiến, tần trần thật nguyên, như nước chảy mất, cơ hội không được, tiếp tục như vậy không được, cái này lôi long sức mạnh hủy diệt đáng sợ, tiếp tục đối với chống được đi, ta hẳn phải chết. Tần trần trong nổ tung bay ngược ra ngoài, trên thân lại thêm vào một chút vết thương, bây giờ, đầu hắn bất tỉnh não trướng, đều có chút chóng mặt, là huyết dịch chảy hết quá nhiều, đồng thời, tinh lực cũng rõ ràng theo không kịp. Oanh! Thế nhưng lôi long lại không có bất kỳ cảm giác quể oải nào, một ngụm cắn xé tới, miệng rồng bên trong, khí tức hủy diệt ngưng kết, giống như là tại chế tài thiên địa vạn vật, cái kia một loại hủy diệt sức mạnh nở rộ, tần trần trong nháy mắt giống như là đặt mình vào tại một mảnh tử vong trong lĩnh vực, vô luận như thế nào giải dụa, đều hẳn phải chết. Khó thoát vận mệnh bị hủy diệt, hủy diệt quy tắc, lại còn có thế như thế vận dụng. Tần trần trong nháy mắt giật mình, trong đầu của hắn, giống như linh Quang lóe lên, trước mắt, vô tận khí tức hủy diệt phun trào, có thế tần trần ngơ ngác, trầm luân ở trong đó, trong đầu giống như là mở ra vỗ một cái cửa chính thế giới mới, phốc phốc, mắt thấy cái kia khí tức hủy diệt muốn đem tần trần nuốt hết. Đột nhiên, tần trần động, hắn một kiếm chém ra, kiếm quan lập lòe, một loại hủy diệt đại đạo, từ kiếm quan bên trong hiện lên, nếu có người bây giờ đang đứng ở kiếm quan này trong lĩnh vực, lập tức liền có thể phát hiện, đây là một mảnh tử vong kiếm hải, sinh tử ở đây luân hồi, không ngừng bị hủy diệt, vô cùng vô tận, vĩnh thế trầm luân, hủy diệt đại đạo. Oanh, hắc sắc kiếm quan đại thịnh, cuối cùng thế lôi long phun ra khí tức hủy diệt bị một kiếm bổ ra, sau một khắc, kiếm quang lóe lên, trực tiếp dọc theo cuối cùng thế lôi long cơ thể xẹt qua, một kiếm bổ ra cuối cùng thế lôi long, quanh, cuối cùng thế lôi long triệt để nổ tung, cuối cùng thành công. Tần trần nắm thần bí kiếm rỉ cùng thiên lôi kiếm, cơ thể đang run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch được, đối kháng lôi kiếp, không phải chân chính đi vô não đối kháng, cái này cuối cùng thế lôi long cực kỳ đáng sợ nhưng lại đại biểu một loại tầng thứ cao hơn hủy diệt quy tắc, là một loại hủy diệt đại đạo, chỉ cần có thể lĩnh ngộ cái này một loại đại đạo, liền có thể đem lôi kiếp ngăn trở, đương nhiên, nếu như không lĩnh ngộ ra. Như vậy chết đúng là tầng trần, cho dù tầng trần cường thịnh trở lại cũng vô dụng, bởi vì này cuối cùng thế lôi long cơ hồ là bất tử bất diệt, nhưng mà, tầng trần bây giờ cơ thể vô cùng suy yếu, liền rút kiếm khí lực đều nhanh không có, lúc trước một chiêu kia hủy diệt kiếm chiêu, trực tiếp tiêu hao hắn toàn bộ chân nguyên, chân nguyên trong cơ thể vì đó không còn một mống. Kết thúc rồi à? Nơi xa cơ không cách nào ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị có chỗ cử động, ông, cái kia cuối cùng thế lôi long nổ tung sau đó, lập tức hóa thành vô số lôi quang, trong nháy mắt tiến nhập tầng trần trong thân thể, lớp bốt, tầng trần chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập hừng hực lôi quang, một loại sinh mạng khí tức đang thức tỉnh, nguyên bản bị thương cơ thể trong nháy mắt được chữa trị thể nội gãy lìa kinh mạch, cũng tại nhanh chóng khép lại, giống như cây khô gặp mùa xuân, đáng sợ hơn, là của hắn chân nguyên, cực độ ngưng kết, ẩn chứa lôi điện chi lực, đồng thời huyết mạch của hắn, cũng tại trong nháy mắt tăng vọt, hắn vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, những cái kia lôi điện chân nguyên đầu tiên là hóa thành khí thể, sau đó, bị áp súc trở thành chất lỏng. Cuối cùng, từ chất lỏng đã biến thành thể rắn, ngưng luyện trong đan điền, sản khoái. Tần Trần chưa từng có cảm thấy qua như vậy sảng khoái, toàn thân huyết khí trùng thiên, hơn nữa, sinh mệnh lực lượng trước nay chưa có nồng đậm, sinh mệnh, trong sấm sét, ngoại trừ hủy diệt, ngoại trừ tử vong, vẫn còn có sinh mạng khí tức. Tần Trần kinh ngạc, có chút bị dại ra. Cái này quá thâm ảo, trước mắt hắn có khả năng lĩnh ngộ được, chỉ có hủy diệt, chỉ có tử vong, có thế sinh mệnh, hắn lại ẩn ẩn giống như là cảm thấy, làm thế nào cũng không cách nào chạm đến, giống như cái kia lôi kích một, lại hoán sinh mệnh, trong sấm sét rõ ràng còn có sinh mạng sức mạnh, đây là một loại giữa thiên địa căn nguyên nhất năng lượng, trong sương mù. Tần trần nguyên bản tiêu hao sạch sẽ thật nguyên, mấy lần hô hấp liền khôi phục một thành, sau đó là hai thành, ba thành, bảy thành, thẳng đến mười thành, hô, tần trần khí tức trên thân trước nay chưa có hùng hậu, không chỉ có là hắn. Bên người hắn vệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng chờ kỳ dị linh trùng cũng đã nhận được bổ dưỡng, nguyên bản có vẻ bệnh đều nhanh rơi xuống kỳ dị linh trùng nhóm khí tức tăng mạnh trên thân quanh quẩn đều đến lôi quang hơn nữa cách đó không xa cơ như trăng cũng bị cái này một cổ lôi linh khí tức bao phủ khí tức tăng vọt thậm chí ngay cả xa xa cơ hồng trần cũng đã nhận được một vài chỗ tốt nhanh như vậy liền khôi phục cơ không cách nào nguyên bản còn muốn ra tay đâu có thế trong chốc lát tầng trần khí tức liền khôi phục hơn nữa so lúc mới bắt đầu muốn cường thịnh hơn, sắc mặt lập tức liền đen lại, không phải nói lôi kiếp đi qua mỗi người đều có thời kỳ suy yếu sao. Cái này khiến hắn còn thế nào động thủ, hô, ngay tại cơ không cách nào im lặng, cho là lôi kiếp lúc kết thúc, ầm ầm, trên bầu trời, cái kia lôi điện cự nhân bây giờ lại động, cái gì? Lôi kiếp còn không có kết thúc. Cơ không cách nào trừng lớn hai mắt, đây rõ ràng là lôi kiếp còn không có kết thúc dấu hiệu, cổ thành bên ngoài, mèo mung lớn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, tần trần tiểu tử, thiên long lôi thần kiếp, vừa mới chỉ có thể coi là món ăn khai vị, bây giờ mới thật sự là khảo nghiệm, ngươi nhất định muốn chịu đựng A, à, trên bầu trời, hắc động phía dưới, lôi điện cự nhân động. Quanh, hắn giơ tay, vô tận lôi quan tại hắn tay trong lòng bàn tay ngưng kết, bỗng dưng hướng về tần trần đánh xuống xuống dưới, trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều bị vô tận lôi quan tràn ngập, đáng sợ lôi quan đánh rơi, tốc độ quá nhanh, phản phất lóe lên, lôi quang đã bổ vào tầng trần trên thân, phốc. Máu tươi bắn tung tóe, tầng trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tầng trần không gian thánh thể lợi hại hơn nữa, cũng bị những thứ này kiếp lôi cơ hồ xé rách thành mảnh vụn, vừa mới khôi phục lại đỉnh phong, lấy được đột phá cơ thể trong nháy mắt liền bị bổ ra, phốc phốc, tầng trần há mồm phun ra từng ngốn từng ngốn tiên huyết, suýt chút nữa liền nội tạng mảnh vụn đều phun ra, quá mạnh mẽ, làm sao lại mạnh như vậy? Tần Trần kinh sợ trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cái này lôi kiếp quá mạnh mẽ, trong nháy mắt quy lực tăng lên gần 10 lần, thậm chí, nhanh đến liền phản kháng cũng không thể, trực tiếp liền bị bị thương nặng, cái này căn bản không là ở độ kiếp, mà là tại thiên đạo muốn triệt để phai mờ hắn, cái kia lôi điện cự nhân vỗ xuống một chưởng sau đó, cũng không dừng tay. Trong lòng bàn tay, vô tận lôi quang đang ngưng tụ, lực lượng kinh khủng cấp tốc tích lũy, không ngừng tăng thêm, cái kia uy lực, lại so với trước kia còn kinh khủng hơn bên trên rất nhiều. Tần Trần trong lòng lập tức liền thầm nghĩ không tốt, đút trước một kích kia, hắn liền đã gánh không được. Nếu như lại tiếp nhận một chút, hắn chắc chắn phải chết. Tần Trần điên cuồng trị liệu thương thế trên người. Đột nhiên, Tần Trần cảm giác mình não hải linh hoạt kỳ ảo đứng lên, thương thế của hắn tựa hồ nhanh chóng khôi phục, mà kinh mạch và chân nguyên lại một lần nữa hùng hậu đứng lên. Tần Trần nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới mình tốc độ khôi phục đã vậy còn quá nhanh, là không gian thánh thể đột phá sao. Nếu như vậy, hắn chưa hẳn ngăn không được hạ một đạo kiếp lôi. ầm ầm trên bầu trời, lôi quang lóe lên, cái kia lôi điện cự nhân đã đánh ra đạo kiếp lôi thứ hai, vo ve vo ve, hư không đều bị xé rách, xuất hiện vô số đen như mực khe hở, từng đạo lôi quang trút xuống, uy lực quá mạnh mẽ, thế giới đều phải trong nhà không tốt. Tần trần toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn có loại cảm giác, mình tại cái này lôi quan phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng lại tại lúc này, tần trần vậy mà thấy được cơ như nguyệt đang hướng hắn xông lại, tần trần, ta tới thay ngươi cản. Cơ như nguyệt gầm thét, sắc mặt nàng mang theo kiên quyết chi sắc. Lại muốn thay Tần Trần đi trước đi ngăn cản cái này lôi kiếp, dùng tính mạng của mình, đem đổi lấy Tần Trần sinh mệnh, như trăng, ngươi đừng tới, ngươi không ngăn nổi tần trần dọa đến mặt mũi trắng bệch kinh sợ gào thét không tần trần cho tới nay ta đều không có thể giúp bên trên ngươi gấp cái gì lần này ta nhất định phải giúp ngươi cho dù ta chết đi chỉ cần ngươi còn sống như vậy là đủ rồi cơ như nguyệt một bên khóc một bên lao đến nếu như ngươi chết chỉ có mình ta sống một mình lấy vậy nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa cơ như nguyệt điên cuồng nhào lên rõ ràng cũng sớm đã bỏ sinh mệnh của mình chỉ muốn cứu Tần Trần, không? Không muốn. Tần Trần hét lớn, ầm ầm, nhưng mà bây giờ, lôi quang đã rơi xuống. Cái này lôi quang vậy mà xông về cơ như nguyệt, hiển nhiên là bởi vì cơ như nguyệt quấy nhiễu lôi kiếp, không muốn. Tần Trần bi thống lửa giận, hắn nào dám nhường cái này lôi kiếp banh trúng cơ như nguyệt, cái này lôi kiếp liền hắn đều ngăn cản không nổi, như trăng làm sao có thể ngăn cản được, cơ hồ không chút suy nghĩ, Tần Trần liền nhào tới, một kiếm bổ về phía cái kia đầy trời lôi quang. Nhưng mà, những lôi quang này tốc độ quá nhanh, phốc, đuổi tại lúc trước hắn, bổ vào cơ như nguyệt trên thân, vô tận lôi quang nổ tung, cơ như nguyệt cơ thể tại chỗ bị mở bung ra, tiên huyết bắn tung tóe, tứ chi bay loạn, cái này lôi quang quá kinh khủng, cơ như nguyệt căn bản ngăn cản không nổi, không. Tần trần rống giận, hắn không muốn, không muốn như trăng rời đi chính mình. Hắn không cam lòng, nhưng mà, hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ như nguyệt nát bấy ra nàng mỉm cười nhìn tần trần trần thiểu đừng khóc có thể giúp ngươi ta đã đủ hài lòng ngươi nhất định định phải thật tốt sống sót sau một khắc cơ như nguyệt bị vô tận lôi quang che mất hóa thành bụi phấn hài cốt không còn không tần trần khóe mắt nước mắt trong nháy mắt chảy xuống lão thiên gia ta với ngươi liều mạng hắn gầm thét hướng về phía bầu trời cái kia lôi điện cự nhân gào thét, tay cầm trường kiếm, lập tức xông tới, không đúng. Nhưng này lúc, Tần Trần đột nhiên phản ứng lại, luôn cảm thấy vừa rồi quái lạ chỗ nào, có cái gì không thích hợp, đúng rồi, là như trăng, như trăng lấy được cừu gia tổ tiên thiên giới truyền thừa. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền vẫn lạc, vừa rồi nàng muốn giúp đỡ, bị hủy diệt lôi quan đánh trúng, là cái kia tử tin, thay như trăng đỡ được công kích, nhưng mới rồi, cái kia tự tin vậy mà không có nửa điểm xuất hiện, tâm ma là tâm ma. Tần trần trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt giống như là nhìn ra cái gì, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Lúc nào cũng để cho người ta khó phân biệt. Cái này lôi kiếp thật ác độc, vẫn còn có tâm ma kiếp. Tần trần đột nhiên mở hai mắt ra, khôi phục tỉnh táo, khí thế trên người vô hạn cất cao, bén nhọn kiếm thế, làm cho cả thế giới phá thành mảnh nhỏ giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn phá 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 ba tiếng chữ phá bạo hống mà ra hết thảy trước mắt đều tan thành mây khói tần trần lập tức tỉnh táo lại chính mình còn tại cừu gia tổ địa như trăng các nàng đều khẩn trương ở phía xa mà đỉnh đầu lôi thần bàn tay cự nhân đang chậm rãi che đậy xuống kinh khủng lôi quang ngay tại đỉnh đầu của mình một loại khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân tần trần lập tức đánh thức quá độc ác, nếu như không phải mình bây giờ tỉnh táo lại. Bây giờ còn tại trong mộng cảnh ngây ngốc sông đi lên, chính mình chỉ sợ cũng thật đã chết rồi, giờ khắc này, không lo được cân nhắc quá nhiều, trong thân thể lôi điện huyết mạch lập tức thi triển đến rồi cực hạn, đồng thời, thiên khống vạn chuyển trận bàn cùng thất khiếu linh lung cầu trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, trong nháy mắt bị kích hoạt, sau một khắc. Vô tận lôi quang trút xuống, đem thiên khống vạn chuyển trận bàn cùng thất khiếu linh lung cầu lập tức đánh bay ra, có thể đồng thời, tần trần cũng đã nhận được thời gian thở dốc, ngự kiếm thuật thi triển, thiên lôi kiếm và thần bí kiếm rĩ đồng thời thôi động, bộc phát ra vô tận khí tức hủy diệt, lập tức chém vào này lôi quan bên trong, phốc, tần trần một lần nữa bị oanh bay ra ngoài. Cái gì? Hắn vậy mà chặn. Cơ vô pháp bọn người hải nhiên nhìn xem một màn này, lúc trước kích thứ nhất, tần trần thiếu chút nữa vẫn lạc. Nhưng này lôi điện cự nhân kích thứ hai, Tần Trần ngược lại chặn, cái này nói đùa cái gì, là tiên lúc trước kinh khủng trận bàn cùng bảy sắc linh cầu nguyên nhân sao? Nghĩ đến bảy sắc linh cầu, Cơ Vô Pháp ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cái kia một bên thất khiếu linh lung cầu. Sau đó, hắn tròng mắt lập tức trợn tròn, thất khiếu linh lung cầu. Đây không phải phiêu miễu cung trọng bảo sao? Lúc trước Tần Trần ra tay quá nhanh, dẫn đến Cơ Vô Pháp căn bản không có thể thấy rõ Tần Trần ném ra là cái gì nhưng bây giờ, chờ hắn cẩn thận đi xem thời điểm, mới phát hiện, Tần Trần sử dụng lại là phiêu miểu cung trọng bảo thất khiếu linh lung cầu, tại cơ vô pháp nội tâm chấn động mãnh liệt thời điểm. Cái kia người khổng lồ sấm sét một lần nữa ra tay rồi, ông, lần này, cũng không có kinh người gì lôi quan, mà là một cổ làm người sợ hãi ý chí uy áp, trực tiếp buông xuống Tần Trần não hải, lại là muốn từ linh hồn, trực tiếp gạt bỏ Tần Trần, là ý chí lôi kiếp trực tiếp công kích linh hồn cơ vô pháp thất thanh nói đồng thời cuồng hỷ công kích linh hồn đây rõ ràng là lôi kiếp cuối cùng nhất trọng công kích tần trần thực lực cường hãn cũng không thể nói linh hồn cũng đồng dạng biến thái đến loại trình độ đó a à, hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá vừa mới đột phá chính thiên vũ đế lực lượng linh hồn căn bản không chiếm được tinh luyện hơn nữa tần trần trong đầu mặc dù có xíp, có thể ngăn cản hết thảy linh hồn đoạt xá nhưng lại cũng không đại biểu có thể không nhìn công kích linh hồn chỉ cần ý chí lực lượng đầy đủ, vẫn như cũ có thể gạt bỏ, mà bây giờ xuất thủ là thiên vũ đại lục thiên đạo ý chí, là ý chí lôi kiếp, tần trần lại như thế nào đi cản, cơ hội tốt. Cơ vô pháp trong đầu, cái kia dị ma tộc cường giả cũng cùng hỉ lên tiếng, có lít xích tại, nó căn bản là không có cách đoạt xá tần trần, có thế chỉ cần ý chí lôi kiếp rơi xuống. Đem lít xích hạn chế, lệnh tần trần linh hồn trọng thương, tại nơi trong nháy mắt ngắn ngủi hắn liền có một lần cơ hội xuất thủ, có nhất định hy vọng có thể đoạt xá Tần Trần, nếu có thể đoạt xá kẻ này, bằng vào ta dị ma tộc thân phận, tự nhiên có thể đem lít xích luyện hóa, đến đâu cái thời điểm, trong thiên hạ, ai còn có thể là đối thủ của ta. Cái kia dị ma tộc cường giả cuồng hỉ. Gắt gao nhìn chầm chầm Tần Trần, chỉ thấy vô hình kia ý chí xung kích, vô thanh vô tức. Từ trên trời giáng xuống, mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng lại làm kẻ khác trùng mình, lông tơ đều dựng lên, phốc, tầng trần thân thể chấn động, lơ lửng giữa không trung, chết. Đã chết rồi sao? Đại trưởng lão bọn người thì thào lên tiếng, có thế sau một khắc. Mọi người trong mắt trợn tròn, bởi vì, tầng trần không phát hiện chút tổn hao nào, lại một điểm linh hồn hư nhược cảm giác cũng không có, ha ha, linh hồn của ta sức mạnh, thậm chí siêu việt vậy hậu kỳ võ đế, lại thêm ta ý chí vô địch, điểm ấy ý chí công kích, căn bản là không có cách video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký